Em Mai xin kính chào cô chú anh chị cùng các em. Hiện tại em Mai đang đứng tại xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Hôm nay em Mai review một bất động sản view sông, đặc biệt là cái bất động sản này đang là bến thủy nội địa. Bến thủy nội địa này có chức năng là trung chuyển cát từ đường sông lên đường bộ ha cả nhà ha. Và vị trí em Mai đang đứng là vị trí của miếng đất hôm nay luôn ạ. Đây, đất nó có ranh từ ngay chỗ cái cột điện này và kéo dài lên trên. Tổng diện tích là 5.200 m², trong đó là có 300 m thổ cư. Trong đó có 300 m thổ cư và cái này qua bên này. Trên đất là có 3 căn nhà cấp 4 luôn cả nhà. Đây là vẫn là mặt tiền của cái đất bất động sản hôm nay em Mai review ha. Mặt tiền được 35 m. Đây là mặt tiền đường được 35 m và ranh giới là hết tới cái hàng rào này. Qua cái cục điện này là tới cái ranh giới. Mặt tiền được 35 m và chiều dài là 83 m. Trong khi đó là nở hậu về mặt tiền đường sông là lên tới 100 m mặt tiền sông ha. Và đây là con đường trước đất. Cái bất động sản ngày hôm nay nó sẽ phù hợp rất là nhiều mục đích. Mục đích thứ nhất là dành cho cô chú anh chị nào đang tìm mua một cái bất động sản mà trước thì giáp đường lớn và phía sau thì giáp sông để làm nhà vườn nghỉ dưỡng hoặc biệt thự. Cái mục đích thứ hai sẽ phù hợp cho cô chú anh chị nào đang tìm một bất động sản mà các anh chị đang kinh doanh ngành nghề là bến thủy nội địa thì có thể sử dụng cái bất động sản này. Cái bất động sản này là một cái bến thủy nội địa hoạt động đã lâu năm và có giấy phép hoạt động bến thủy nội địa ha. Là một nơi trung chuyển giữa xà lan chở cát tới và bắt đầu là xe tải sẽ chuyển từ cái bến thủy nội địa này lên đường bộ và đi các nơi. Thì vị trí nó rất là quan trọng ha cả nhà ha. Từ cái vị trí này thì đi về ngã tư Bến Cá thì khoảng 3 km, đi qua phía ủy ban xã Bình Lợi thì chỉ có 500 m thôi, còn đi về thành phố Biên Hòa thì khoảng 6 km. Đi việc cái vị trí nó nằm tốt như thế này thì sẽ dành cho những ai mà làm bến thủy nội địa hoặc trung chuyển á, rất là tiện lợi luôn. Còn mình ở hay là nghỉ dưỡng hay làm biệt thự thì khỏi nói ha, rất là tuyệt vời vì đường nó quá lớn à. Còn Mai mời cô chú mình nhìn một vòng mặt tiền trước của cái khu đất này đi. Ngang 35 m mặt tiền này, đường to bự, đường nhựa luôn ha. Và dài 83 m, phía sau giáp sông và giáp sông Đồng Nai. Cái mặt tiền giáp sông á, lên tới 100 m luôn, nở hậu 100 m ha cả nhà ha. Và em Mai mời cả nhà mình đi tham quan vào trong cái khuôn viên đất ha. Em Mai sẽ có quay từ trên cao xuống để cho cả nhà mình hình dung tổng quan cái hình dáng của cái khuôn viên đất này luôn. Bến thủy nội địa có giấy phép rõ ràng. Em Mai xin mời cả nhà mình ha. Rồi từ ngoài cổng vào thì chúng ta sẽ nhìn thấy có hai cái cổng đi vào. Em Mai đang đi cái cổng mà xe tải hay ra vào á cả nhà. Do mặt tiền 35 m cho nên là rất là dễ di chuyển ha. Đất bằng phẳng ha cả nhà ha. Bây giờ trước mắt mình là nhìn thấy cái khu vực kinh doanh của bến thủy nội địa này, gồm có xe cẩu cần trục để đưa cát từ xà lan lên bờ. Khu vực bên trái là dãy nhà ở cho công nhân. Bên đó một chút nữa em Mai qua quay khu vực nhà ở cho cả nhà mình sau ha. Bây giờ mình ra cận cảnh cái khu vực bờ sông, sát sông luôn ha. Mặt tiền sông lên tới 100 m cả nhà. Khu vực giáp sông thì có một số máy móc thiết bị như là cái một số máy sàng lọc cát nè, xe cuốc nè để mà cuốc cát lên nè, hồ chứa cát. Thì cái bờ kè của cái miếng đất này nó không đẹp như những cái bờ kè của những cái biệt thự view sông. Nó chỉ chắc chắn và nó hơi xấu, chủ yếu là nó đảm bảo chất lượng để khi xà lan cập bến để đưa hàng đưa cát lên á thì nó không bị vỡ thôi. Nhưng mà nó xấu nhưng mà nó rất là chắc chắn ha cả nhà ha. View sông Đồng Nai buổi trưa nè,
cho nên là vắng và yên ả. Những xà lan chở cát này cập bến vào bến thủy nội địa này, đưa cát lên rồi xe tải đưa bắt đầu chuyên chở cát đến người tiêu dùng. Bờ kè hơi xấu nhưng chắc chắn lắm. Khu vực này có khu vực cái ô chứa cát, thì phía sau bờ sông này mình có thể sử dụng tiếp cái giấy phép bến thủy nội địa. Cái giấy phép này là coi như bonus tặng luôn cho người mua mới ha. Đồng thời một số máy móc như xe cuốc và sàng máy sàng lọc cát này á, thì có thể thương lượng với chủ, nếu mình cần mua thì mình có thể mua luôn giá rẻ, còn không thì chủ sẽ chuyển đi ha, hoặc là bán rẻ đi. Khu vực view sông cả nhà. Bờ kè này nếu mình làm biệt thự thì mình sẽ làm lại cho nó đẹp hơn. Rồi còn làm bến thủy thì cứ vậy mà sử dụng tiếp hay cả nhà ha. Máy móc là có bán luôn. Em Mai đã bán rất là nhiều cái view sông ở khu vực này. Địa chỉ là xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Cho nên là em Mai xin chia sẻ cái giá ha. 5.200 m², sổ riêng, có 300 m² thổ cư, trước giáp đường nhựa lớn, đường hương lộ 7, sau giáp sông, rồi mặt tiền sông lên tới 100 m luôn. Giá chính chủ là 46 tỷ, thì em Mai chia ra là khoảng 8.800.000 1 m², còn thương lượng ha cả nhà ha. Và bây giờ là khu vực mà đang cho công nhân ở đó, thì hiện tại là có 3 căn nhà cấp 4 ở trên đất. Thì nhà này á, là đã cũ, xây lâu năm, hiện nếu như mình mua về mình có thể đập bỏ, còn không thì mình nếu mình vận hành cái bến thủy nội địa tiếp thì vẫn để cho công nhân ở bình thường ha cả nhà ha. Đây là 3 căn nhà cấp 4 trên đất nè. Về nói tiếp về giá thì em Mai nhận định là 8.800.000 1 m², đất view sông, có 300 m² thổ cư này, phù hợp xây biệt thự, nhà vườn nghỉ dưỡng, còn tặng khuyến mãi thêm giấy phép làm cảng nội địa, là một cái bất động sản á, là có giá tốt ha cả nhà ha. Đây nè, trong đất thì bằng phẳng. Em Mai quay một vòng cho cả nhà mình thấy nè, khu nhà ở như là khu hoạt động kinh doanh rất là bằng phẳng luôn. Rồi thì tổng quan của miếng đất này là nó không có cái gì nhiều. Và đây là hình ảnh từ trên cao để cả nhà hình dung được cái xem được cái hình của miếng đất luôn ha. Trước giáp đường nhựa lớn có tên là đường Hương Lộ 7. Nếu đi về phía bên tây thì trái thì mình chỉ 500 m thì chỉ ra được Ủy ban Nhân dân xã Bình Lợi, trường học cũng như là cơ quan hành chính của xã Bình Lợi. Và đi tiếp thì giao với đường tỉnh lộ DT768. Đi ngược lại về phía bên tay phải thì ra đường Hương Lộ 9, và cũng giáp với ngã tư Bến Cá, và cũng giáp với đường tỉnh lộ DT768 luôn ha. Vậy là cái đường này nó hình chữ U á, ra được tỉnh lộ luôn. Đây là hình ảnh của miếng đất nè. Trước là giáp đường, sau giáp sông Đồng Nai, có khu vực là bến thủy để cập bến về cát. Và em Mai sẽ gửi cái hình ảnh, vẽ cái hình ảnh là khuôn viên đất luôn ha. Đất này gồm hai cuốn sổ 5.200 m², có 300 m thổ cư và sổ riêng, tặng cái giấy phép hoạt động bến thủy nội địa. Chắc là cô chú anh chị nào mà đang hoạt động bến thủy nội địa sẽ ưng lắm đây. Mặt tiền đường cực lớn khoảng 10 m đường nhựa, nên là cô chú anh chị mình yên tâm cái vấn đề đường ha. Trước giáp đường, sau giáp sông. Đất thì hình đất là khá là không phải hình chữ nhật, nhưng mà đất hình đất không có xấu lắm, rất ok ha cả nhà ha. Mời cả nhà mình nhìn cái khuôn viên đất nè. Em Mai vẽ cho cả nhà mình xem nha. Đây, nhìn từ trên cao xuống vừa thấy đường vừa thấy sông luôn nè. Rồi và bây giờ em Mai vẽ cái hình đất đó ha, hình cái sổ đất cho cả nhà mình xem nè. Đó cả nhà, đất hình đất cũng đâu có xấu lắm đâu ha. Và bây giờ là em Mai sẽ đi quay cái con đường trước đất, đi một đoạn cho cả nhà mình xem. Đường Hương Lộ 7 mới trải nhựa, rộng khoảng 10 m, dân cư thì gọi là rất là đông, không có phải đông theo kiểu như thành phố, mà đông theo kiểu là ở ở xã, ở huyện đó cả nhà. 8.800.000 1 m², đất mặt tiền đường nhựa lớn, mặt sau có 100 m mặt tiền đường sông, sổ riêng, thổ cư, vào xây dựng thoải mái. Em Mai xin mời cô chú anh chị mình tham quan cái bất động sản này đi ạ. Rất là tuyệt vời ha cả nhà ha, giá tốt cả nhà ơi.
Mọi chi tiết xin liên hệ em Mai để em Mai đưa cô chú anh chị mình tới tham quan đất ha. Hy vọng là cô chú anh chị mình thương em Mai, ủng hộ kênh em Mai nữa, chia sẻ cho bạn bè mình cùng xem. Em Mai xin cảm ơn và chào tạm biệt cả nhà. Kính chúc cả nhà mình là luôn luôn nhiều sức khỏe và đặc biệt là hạnh phúc trong cuộc sống. Em Mai xin cảm ơn ạ.